Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 89 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Phong thần Đại Pháp là một công pháp kỳ lạ. Phương Hàn thử tu luyện một phen, tuy không có khả năng thành công nhanh chóng nhưng cũng có thể có thêm một ít nhận thức về tạng phủ, nguyên khí của bản thân. Có lẽ đối với chuyện đột phá tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, Kim Đan Cảnh cũng có vài điều hữu ích. Từ khi Phương Hàn luyện thành bổn mạng phù lục, 55 loại thần thông quy về một mối, tuy gặp người giết người, vô cùng thoải mái, nhưng Tu Vi lại lâm vào bình cảnh, không biết làm sao để vượt qua được bức tường cản phía trước, không cách nào đột phá được tầng thứ 7, Kim Đan Cảnh. Hắn biết rõ đây là một trong những bình cảnh của quá trình tu luyện, muốn luyện thành Kim Đan, đột phá cảnh giới một lần nữa thì không phải là chuyện dễ dàng. Hô hấp, thổ nạp, minh tưởng, cầu nguyện. Từ trong hư không thần bí, nguyên khí phong thần quấn quanh lục phủ ngũ tạng của hắn, cùng kết hợp với sự phân bố của lục phủ, di chuyển qua 6 nơi, sau đó dần dần lắng đọng lại. Mới tu luyện được chốc lát, Phương Hàn đã cảm thấy tặng phủ của mình càng thêm chắc chắn. Bên trong thấp thoáng có một trận pháp nho nhỏ lưu chuyển, chỉ là còn rất nhỏ yếu, thuộc về loại đơn giản nhất, muốn một xác biến hóa thì còn cần phải một thời gian dài. Muốn phát triển lớn mạnh còn cần ít nhất mấy chục năm tu luyện nữa. Nhất là khi nguyên khí phong thần cùng với nguyên khí ngũ hành kết hợp lại, Phương Hàn đột nhiên cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ thoáng biến thành một trận đồ thần bí, ẩn dấu rất nhiều điều huyền bí của trời đất, đột nhiên có thêm một mối liên hệ chặt chẽ với thiên địa. Hơn nữa lục phủ ngũ tạng cùng với đại não hợp lại tạo thành 12 mạch liên lạc, cuồn cuộn không ngừng, làm cho người ta có một loại cảm ứng lạ lùng. Loại cảm ứng bí ẩn này tuy mơ hồ không rõ, nhưng giờ đây hắn đã có một nhận thức hoàn toàn mới về thân thể mình. Thân thể con người vô cùng huyền bí, cho dù bước vào trường sinh bí cảnh cũng không có khả năng hoàn toàn nắm rõ thân thể của bản thân. Trừ khi luyện tới tầng thứ hai trường sinh bí cảnh, bất tử chi thân mới có thể đem thân thể hiểu được thân thể, đem thân thể kết hợp chặt chẽ với hàng tỷ thời không trong vũ trụ, kỳ thác tinh thần lạc ấn của mình vào đó, bị người ta phá hủy thân thể liền có thể mượn tinh thần lạc ấn lưu lại kia để hồi sinh. Hiện giờ Phương Hàn tu luyện Phong Thần Đại Pháp, tuy không có khả năng hiểu được cảnh giới bất tử chi thân nhưng mà cũng có thể có một vài hiểu biết về thân thể của mình. Nhất là sau khi tế luyện nguyên khí phong thần, thẩm thấu vào trong lục phủ rồi truyền vào trong bổn mạng phù lục thì màu sắc của bổn mạng phù lục càng thêm sáng chói. Phong Thần Đại Pháp thật là thần kỳ, có điều nếu ta muốn tu luyện nó đạt được chút thành tựu thì có lẽ cũng phải ngoài một giáp mới có thể thành công được. Chờ đến sau khi quyết đấu chiến thắng Hoa Thiên Đô thì sẽ cẩn thận tu luyện nó sau. Hiện giờ với tu vi của ta, tu luyện mấy trăm năm để đạt tới trường sinh bí cảnh hẳn là không vấn đề gì. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, nghĩ đến lúc bế quan khổ tu thì không nhịn được mà có chút cảm xúc. Hắn cũng có chút hâm mộ những cao thủ một lòng tu luyện, ở trong động phủ cả trăm năm cũng không ra ngoài, mặc kệ toàn bộ những chuyện ngoài thế sự. Bởi vì tu luyện là cầu siêu thoát, đó là chuyện quan trọng nhất của tu luyện, trừ đó ra, những chuyện tranh đấu cũng đều chỉ là hư vô. Có điều một tháng nữa hắn còn phải chiến đấu với Mạnh Thiểu Bạch, đánh bại đối phương. Bảy năm sau còn phải đánh nhau với Hoa Thiên Đô một trận. Càng quan trọng hơn là không biết Thái Nhất Môn sẽ giở trò gì với mình. Cho dù mình bố trí rất nhiều quân cờ rồi, Thái Nhất Môn lại đối lý, không dám hương sư vấn tội nhưng ba năm sau tại đại hội quần tiên hẳn sẽ bị đối phương chỉ trích, đối trọi với mình, dẫn ra một hồi long tranh hổ đấu. Những ngày tới đây, sẽ có từng tầng lớp lớp âm mưu đối phó với mình. An tâm tu luyện mấy giáp, mấy trăm năm chỉ là mơ mộng hão huyền. Suy nghĩ một lúc lâu, Phương Hàn có chút mệt mỏi, đột nhiên vung tay lên, thu kim đan của triệu huyền nhất lại, sau đó lại xuất ra lục mục phong thần bia. Lúc này, sau khối phong thần bia này cũng không có kháng cự sự luyện hóa của Phương Hàn nữa, cuối cùng con mắt ở trên đó có vài phần giống như mắt của Phương Hàn. Phương Hàn chăm chú xem xét mấy con mắt, xem thử rốt cuộc mấy con mắt này có điểm gì lợi hại phương hàn nhìn về phía diêm sáu con mắt di chuyển rõ ràng hiện ra hình thể của diêm toàn thân diêm đột nhiên run lên hét lớn đừng nhìn ta bị sáu con mắt này nhìn và làm cho người ta rất không thoải mái ta cơ hồ cảm giác như bị giam cầm vậy sáu khối phong thần bia này quá tà dị khi giao thủ với sáu khối thần bia này chúng nó nhìn thẳng vào ta ta có cảm giác như bản thân bị giam cầm vậy nếu như không phải giả thiên ma thủ đánh ta nó thì ta cũng khó mà thoát khốn được huyết dạ vương dường như vẫn còn chút sợ hãi nói sáu khối thần biên này mỗi một khối đều là tuyệt phẩm bảo khí, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Có điều muốn bắt bọn chúng luyện chế thành đạo khí thì càng thêm khó khăn. Toàn thân Diêm run rẩy, phát ra một luồng a thì khí, ngăn cản ánh mắt của Lục Mục Phong thần bia. Chuyện kế tiếp, Phương Hàn mỗi ngày đều cô đọng đạo, đạo thuật của mình, tìm hiểu các loại huyền công, mà Vũ Hóa Sơn cũng im ắng, tựa hồ là một hồi tĩnh lặng trước khi nổi bão. Các chân truyền đệ tử, trưởng lão đều không có tới bái phòng hắn, chỉ có Già Lam và Lâm Huyên vì có giao tình trước đây nên thỉnh thoảng ghé qua. Phương Thanh Tuyết cũng không có tới tìm hắn, tựa hồ như đang bế quan ở trên đỉnh Tử Điện Phong. Mà ở ngọn núi của Mạnh Thiểu Bạch, giây phút nào cũng truyền tới một luồng khí tức khủng bố, về phần Hoa Thiên Đồ ở trên ngọn núi vẫn như cũ, không có ai cả. Vị chân truyền đệ tử này đi thái nhất môn đến giờ vẫn chưa có trở về. Hơn 10 ngày trôi qua, cũng không giống như tưởng tượng của Phương Hàn. Vốn hắn cho rằng thái nhất môn sẽ giống chống mở cờ đến hương sư vấn tội, nhưng bây giờ một điểm động tĩnh vẫn không có. Giống như chuyện hai cao thủ kim đan cảnh, Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất chết cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Hắn có chút không thể hiểu được. Đương nhiên là hắn không có thấy được tại thời khắc khi hắn đi xuyên qua thông đạo không gian từ ngũ hành địa trở về huyền hoàng đại thế giới. Có một bàn tay khổng lồ có ý đồ giết chết hắn thì lại bị vĩnh cổ ma tôn ngăn cản. Nếu không thì hắn nhất định sẽ đoán ra được mọi chuyện. Có điều, thái nhất môn chậm chạp như vậy, cũng không gây ra áp lực gì thì cũng khiến cho lòng hắn buông lòng một chút. Mỗi ngày tập trung thời gian tìm hiểu các loại thần thông, chúng tinh vô cực thư, phong thần đại pháp, bàn vũ đại lực nhất là lực lượng của tinh tú. Sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu cũng có được một vài điểm tâm đắc. Mỗi ngày, vào ban đêm, đệ tử của Vũ Hóa Môn đều thấy được từ đỉnh Luân Hồi Phong có vô cùng vô tận pháp lực phóng lên trên trời, truyền ra xa ngàn dặm. Kỳ thật Phương Hàng không biết, trong khi hắn đang yên tâm tu luyện, chuẩn bị đánh mạnh tiểu bạch như đánh chó thì Vũ Hóa Môn đã tổ chức rất nhiều hội nghị. Lúc này ở một chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, trưởng giao Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ cùng với rất nhiều đại trưởng lão và một số cao thủ ẩn cư đang tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Lần này, địa điểm tổ chức hội nghị là một thời không thần bí, bốn bề bị phong bế, ở chính giữa là một cái bàn tròn thật lớn, tựa hồ là một loại nguyên khí ngưng kết theo một cách kỳ lạ tạo thành. Phong Bạch Vũ ngồi ở hướng chính nam, còn lại thiên hình trưởng lão, thiên công trưởng lão, truyền công trưởng lão, một vài cao thủ thần thông tầng thứ 9, thứ 10 cũng ngồi ở đây. Trong đó còn có hai người chưa bao giờ xuất hiện. Vừa nhìn liền nhận ra hai người này là cao thủ trường sinh bí cảnh, là đầu xóm muôn đời có điều cả hai đều có vẻ là mới tu luyện thành tầng thứ nhất vạn thọ cảnh cũng không khác biệt gì nhiều so với thiên hình trưởng lão đương nhiên những người này cũng không phải là thái thượng trưởng lão của vũ hóa môn thái thượng trưởng lão của vũ hóa môn đều ở trong thời không đặc biệt để tu luyện càng lợi hại hơn chính là trong số các trưởng lão này có một người là nữ là một phụ nữ đã luyện tới trường sinh bí cảnh lần này phương hàn lại dám đi vào hoang dã thần miếu xông thẳng vào ngũ hành điện tư hồ còn đoạt được linh phù khống chế cách ra vào ngũ hành điện cái này chắc hẳn mọi người cũng đều đã biết rồi Phong Bạch Vũ nhìn toàn bộ trưởng lão ngồi trong bàn nói, ta biết được cũng là nhờ trưởng môn của ba đại kiếm tông dùng thần niệm truyền đạt tới. Mọi người cùng nhìn đi để biết rõ mọi chuyện xảy ra trong ngũ hành điện. Nữ trưởng lão thần bí lên tiếng nói chuyện, khuôn mặt thanh tú giống như một thiếu nữ 18, 19 tuổi, người mặc một cái áo lông, bộ dáng yếu đuối trông như một tiểu thư mang bệnh, cả ngày không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Nếu như lạc vào trong thế tục chắc hẳn sẽ bị người ta cho rằng là tiểu thư khuê các của một nhà quyền quý nào đó. Ai cũng không thể ngờ được nàng lại chính là một cường giả trường sinh bí cảnh một đầu sỏ muôn đời. Như Như Tiên Tôn, người thấy như thế nào? Phương Hàn giết chết hai đệ tử Kim Đan cảnh của Thái Nhất môn, ra tay tàn nhẫn, ngay cả chúng ta cũng không thể che chở được. Mặc dù cái này là Thái Nhất môn đối lý, nhưng mà Thái Nhất môn hẳn cũng không chịu nổi quả đáng này. Nếu như Vũ Hóa môn chúng ta bị chết mất hai cao thủ Kim Đan cảnh thì ta cũng bất chấp tất cả, chạy đi giết kẻ kia. Nàng tên là Khương Ô Nhu, từng là một tiểu thư của thế gia trong thế tục, trải qua vô số thăng trầm, kỳ ngộ, cuối cùng trở thành tiên đạo chí tôn, phàm là cao thủ trường sinh bí cảnh đều có thể gọi là tiên tôn. Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã xuất thủ định giết chết Phương Hàn và người của ba đại kiếm tông giữa tinh không, nhưng lại bị người khác ngăn trở. Phong Bạch Vũ lặng lặng nói, Thái Hoàng Thiên xuất thủ. Làm sao có thể? Chỉ giết chết hai cao thủ kim đan cảnh mà Thái Hoàng Thiên lại ra tay. Dù sao cũng là đầu sáu muôn đời, không nên đánh mất phong độ như vậy. Nghe Phong Bạch Vũ nói thì tất cả trưởng lão đều rung động. Thái Hoàng Thiên là ai? Hắn chính là trưởng môn ngàn năm trước của Thái Nhất Môn, đã sớm thoái vị rồi. Hắn đã từng tham gia đại chiến tiên ma, thực lực vô cùng khủng bố, có thể phá hủy cả tinh cầu. Loại nhân vật này là truyền thuyết trong truyền thuyết, truyền kỳ trong truyền kỳ, cho dù cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường ở trước mặt hắn cũng không dám ho hay gì, sắp sửa phi thăng thành tiên, phá mở cánh cửa tiên giới. Một người như vậy lại ra tay đối phó với Phương Hàn. Là ai ngăn cản hắn? Khương Nhu Nhu nhìn Phong Bạch Vũ, tự hồ muốn nói gì lại thôi. Tự hồ ý muốn nói là cho dù trưởng giáo tự mình ra tay cũng không thể ngăn cản được Thái Hoàng Thiên. Là viễn cổ ma tôn bị phong ấn ở ngũ hành địa. Nghe đồn người này đã bị phong ấn từ 10 vạn năm trước. Khi đó ngay cả sư phó của chúng ta vẫn còn chưa có sinh ra. Khi đó Phật môn viễn cổ vẫn còn tồn tại. Nghe đồn là vị ma tôn này thống soái 8 triệu 400 ngàn ma vương, dưới trướng có vô số thiên ma. Phong Bạch Vũ lặng lặng nói. Kỳ thật thì nếu như Phương Hàn không quá xuất sắc thì Thái Hoàng Thiên cũng sẽ không ra tay nhưng mà chuyện ngũ hành địa lần này liên quan đến một quyết định trọng đại của thái nhất môn không ngờ lại bị vị ma tôn lợi dụng phương hàn phá hư hết lần này thái nhất môn vốn định khôi trương gióng chống đến vũ hóa môn chúng ta hưng sư vấn tội nhưng vì thái hoàng thiên bị vị ma tôn kia ngăn cản cho nên có chút cố kỵ vẫn không có làm gì cả viễn cổ ma tôn bị phong ấn trong ngũ hành địa xuất thủ quả nhiên khó trách sao thái hoàng thiên lại cố kỵ như vậy vẫn chưa đến đây cưỡng bức chúng ta có điều không biết đây là phúc hay họa đây một vị trưởng lão trường sinh bí cảnh khác chắc chắc lưỡi nói, tựa hồ đang suy nghĩ, tìm hiểu chân tướng chuyện này. Viễn cổ ma tôn nhất định có một kế hoạch gì đó. Hắn truyền thụ ma thai ký sinh quyết cho Mạnh Thiểu Bạch, hiện giờ lại coi Phương Hàn như một quân cờ, rõ ràng là hắn có một âm mưu gì đó. Lần hội nghị này, ngoại trừ Phong Bạch Vũ ra, còn có ba vị đầu sỏ trường sinh bí cảnh khác là Thiên Hình, Khương Nhu Nhu và Nam Tử vừa nói chuyện. Nam Tử này mặc toàn thân màu xám, trong tay cầm một cái ngọc như ý màu đen, sắc mặt có chút lạnh lẽo, nhắc tới Phương Hàn tự hồ có chút bất mãn. Tên Phương Hàn này cũng gây quá nhiều chuyện rắc rối, đắc tội với quá nhiều người. Hơn nữa không biết viễn cổ ma tôn đã làm cái gì trên người hắn. Ta đề nghị không nên lưu giữ kẻ này, vạn nhất sau này xảy ra đại sự thì vũ hóa môn ta cũng không chống đỡ nổi. Như ý tử, sao ngươi lại nói những lời này? Tu vi của Phương Hàn cũng không phải tầm thường, hiện giờ đã luyện thành bổn mạng phù lục, có được dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. So với căn cơ của Hoa Thiên Đô còn hùng hậu hơn, buông bỏ một đệ tử như vậy có phải ngươi tu luyện lâu quá rồi nên hồ đồ hay không thiên hình trưởng lão lạnh lùng nhìn nam tử này mở miệng chỉ trích người được gọi là như ý tử trước giờ vẫn là trưởng lão ủng hộ hoa thiên đô pháp bảo thiên kế trí dương tác chính là do hắn luyện chế được rồi cho hoa thiên đô cho nên lúc này khi thấy phương hàn trở thành uy hiếp rất lớn với việc tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo của hoa thiên đô thì hắn kiệt lực đòi đuổi phương hàn đi lấy cớ là tránh đắc tội với thái nhất môn thiên hình rốt cuộc là ta hồ đồ hay là ngươi hồ đồ đừng quên hiện tại Hoa Thiên Đô vẫn đang tu luyện ở Thái Nhất Môn, muốn mượn tiên khí của Thái Nhất Môn để tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh. Bây giờ lại lòi ra chuyện này, nếu như không khu trừ Phương Hàn thì Thái Nhất Môn sẽ làm gì Hoa Thiên Đô đây? Như ý tử lạnh lùng nói, một tên mới tu luyện tới tầng thứ sáu thần thông bí cảnh quan trọng hơn một cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời sao? Hơn nữa hiện tại căn cơ của Hoa Thiên Đô cực kỳ sâu dày, đã tu luyện thần thông bàn vũ đại lực đến cực hạn rồi, sắp đột phá Trường Sinh Bí Cảnh, chỉ sợ còn có thể trực tiếp lĩnh ngộ bất tử chi thân. Đến lúc đó còn hơn cả ta và ngươi nữa. Ai nặng ai nhẹ? Hơn nữa Phương Hàn tuy có căn cơ hùng hậu nhưng mà có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh hay không còn rất khó nói. Sự chênh lệch giữa các tầng cảnh giới như thế nào, có bao nhiêu gian nan, thống khổ, muốn vượt qua thì cần bao nhiêu kỳ ngộ, duyên phận ta và ngươi đều không phải là không biết rõ. Hiện tại không khu trừ Phương Hàn thì không tốt cho Hoa Thiên Đô, không tập trung vào cái đang có mà lại quay ra bảo vệ một cái mơ hồ. Sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Ta không đồng ý việc khu trừ Phương Hàn hiện giờ thái nhất môn cũng không có áp bách chúng ta huống hồ vì sao lại khu trừ hắn không thể nào không nói đạo lý như vậy được phương hàn ra tay giết hai tiểu đầu sỏ kim đan cảnh thật sự là một chuyện rất lớn ta sợ là thái nhất môn hiện tại không gây khó dễ nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua đâu mà truyền công trưởng lão lộ vẻ đam chiêu vô cùng lo lắng để cho hắn đi giết hai đại đệ tử kim đan cảnh của thái nhất môn thì hắn cũng không cách nào làm được đừng nói là hắn cho dù là ma đế ma hoàng cũng không dám có điều khu trừ phương hàn bội đỡ thái nhất môn là chuyện hắn không cách nào đồng ý được ta cũng không đồng ý chuyện khu trừ phương hàn đầu tiên là không có đạo lý hắn cùng với người của thái nhất môn luận võ người của ba đại kiếm phái đều thấy được thái nhất môn vì nuốt lời vây công hắn nên phương hàn mới hạ sát thủ nếu như chúng ta vì chuyện này mà khu trừ phương hàn thì các môn phái tiên đạo thậm chí ma môn cũng đều cười vũ hóa môn chúng ta mềm yếu vô năng thứ hai là khu trừ phương hàn chắc chắn hắn sẽ bị ma đạo lôi kéo được không đủ bù mất thậm chí có thể bị người của ba đại kiếm pháp thu nạp. Phải biết rằng trên người Phương Hàn có hoàng tuyền đồ. Trong thiên hạ này có ai không thèm hoàng tuyền bảo khố đồ trừ. Khương Ôn Nhu dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn chỉ ra các điểm then chốt. Vậy bảo hắn lưu hoàng tuyền đồ và tất cả đạo khí trên người lại, sau đó khu trừ hắn khỏi môn phái là được. Như ý tử lệnh lùng nói, vũ hóa môn chúng ta che chở cho hắn lâu như vậy, lưu lại một ít đồ cũng là hợp tình hợp lý. Lần này hắn làm ra chuyện này, hắn được rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà chẳng lẽ Vũ Hóa môn lại vì che chở cho hắn mà phá hư sự đoàn kết giữa các môn phái trong tiên đạo, đắc tội với Thái Nhất môn. Hỗ hồ, hồ Viễn Cổ Ma Tôn cũng đã giở thủ đoạn ở trên người hắn, không biết tương lai có làm điều gì nguy hại cho Vũ Hóa môn chúng ta hay không cũng rất khó nói. Ta không đồng ý chuyện khu trừ Phương Hàn, đừng quên hắn là cao thủ luyện đan, tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, thanh đế mộc hoàng công có khả năng nuôi dưỡng biến linh dược thành tinh, hơn nữa hắn có thể luyện chế vô hạn nguyên anh đan, lật tay một cái là xuất ra cả trăm vạn viên. Loại tài phú như thế này, chỉ cần vũ hóa môn chúng ta có thể giữ được trong vòng 8 năm, 10 năm thì có thể đào tạo ra được bao nhiêu đệ tử thần thông bí cảnh đây? Mấy ngàn, thậm chí cả vạn cũng không biết chừng. Như vậy thì 300 năm sau, vũ hóa môn phát triển không thua gì thái nhất môn cũng không phải là không thể. Các người đây là không biết tính toán lâu dài, chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt. Dược vương trưởng lão đứng thẳng lên lắc mạnh đầu nói, hắn trưởng quản đan dược của môn phái. Mặc dù có một lò luyện đan cấp bậc đạo khí nhưng mà vẫn thiếu rất nhiều loại tài liệu để luyện chế đan dược. Không ai có thể hiểu được sự hữu ích của Thanh Đế Mộc Hoàng công hơn hắn. Đó là còn chưa nói tới việc Phương Hàn có thể luyện chế ra lượng lớn nguyên anh đan với phẩm chất vô cùng cao nữa. Hàn có một kiện pháp bảo thần bí, có thể làm giống như cao thủ trường sinh bí cảnh, hấp thu được nguyên khí của tiên giới để luyện đan, hơn nữa số lượng hấp thu được còn lớn hơn cả chúng ta. Không biết là bảo bối gì mà lại có loại công năng này. Vậy đạt lấy hoàng tuyên đồ của hắn, đoạt luôn cả bảo bối thần bí đó, rồi khu trừ hắn. Tóm lại ta không muốn Vũ Hóa môn chúng ta trở mặt với thái nhất môn sau đó lại khiến Hoa Thiên Đô bị tổn thương. Phải biết rằng, Hoa Thiên Đô mới là đệ nhất trong hàng đệ tử của chúng ta, quan trọng hơn Phương Hàn rất nhiều. Vì sự phát triển của Hoa Thiên Đô mà hy sinh một người như Phương Hàn thì cũng không có gì phải tất cả. Như ý tử cười lạnh nói, trưởng giáo thấy thế nào? Tất cả trưởng lão đều nhìn về phía Phong Bạch Vũ. Dù sao thì Phong Bạch Vũ mới là trưởng giáo trí tôn của Vũ Hóa Môn, nắm quyền quyết định cuối cùng. Mà tu vi của hắn cũng siêu quần, xuất chúng, nắm giữ tuyệt phẩm bảo khí như thiên hoàng kính, uy lực vô cùng mọi chuyện quan trọng đều phải có ý kiến của hắn. Đương nhiên còn có một vài thái thượng trưởng lão nữa, có điều bình thường các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của trưởng giáo. Không thể khu trừ phương hàn. Phong Bạch Vũ ta vẫn có thể bảo vệ được mọi người. Huống hồ lần này hắn làm rất tốt, lấy được linh phù xuất nhập ngũ hành địa, sau này ngũ hành địa hoàn toàn do vũ hóa môn chúng ta khống chế. Huống hồ hắn xử lý rất khéo, lôi kéo người của ba đại kiếm phái, không tiếc 300 vạn nguyên linh đan để lấy lòng bọn họ khiến cho trưởng lão của ba đại kiếm phái đều đứng về phía chúng ta. Hơn nữa trưởng giáo của ba đại kiếm phái đều bí mật phát ra phù chiếu nói là cùng với chúng ta cùng tiến cùng lui. Mặt khác, chỗ này ta còn có một phần phù chiếu của vợ chồng môn chủ quần tinh môn. Bọn họ nói nếu cần thiết thì bọn họ sẵn sàng nhận phương hàn làm nghĩa tử. Nếu như Vu Hóa Môn chúng ta không che chở phương hàn thì quần tinh môn cũng sẽ che chở cho hắn. Phong Bạch Vũ lấy ra phù chiếu có tinh quang sáng chói, ném thẳng đến trước mặt Như Ý Tử. Như Ý Tử tiếp nhận phù chiếu, nhìn thoáng qua rồi lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó lại nói, kẻ này trên đầu có phản cốt, sẽ không toàn tâm toàn ý thần phục vũ hóa môn chúng ta. Hiện tại lại cấu kết với quần tinh môn làm bệnh, sau này còn làm ra chuyện gì nữa. Đừng quên là quần tinh môn cùng với vũ hóa môn chúng ta tranh đoạt quyền thu đệ tử ở Đại Ly Vương Triều và mấy quốc gia trong thế tục. Đây là liên hoành hợp tung. Hán cấp lấy kim đan của triệu huyền nhất, tống duy nhất, sau đó lại tu luyện cùng với thiếu môn chủ quần tinh môn là tinh vân bảo bảo chuẩn bị đem một khỏa kim đan cho tinh vân bảo bảo luyện hóa thiên hình trưởng lão nhìn chằm chằm vào như ý tử cắn chặt răng cười lạnh nói tiếp bởi vì như vậy chỉ sợ là sau này tinh vân bảo bảo còn có thể khống chế cả quần tinh môn môn chủ quần tinh môn cũng vui vẻ chứng kiến một màn này bởi vì bọn họ tự nhiên muốn cho con mình được nhiều chỗ tốt nhưng mà đối với phương hàn thì lại khác mấy trăm năm sau khi tinh vân bảo bảo trở thành môn chủ quần tinh môn thì giữa vũ hóa môn chúng ta và quần tinh môn sẽ có thêm một tầng quan hệ khác có rất nhiều chỗ tốt nói như vậy các người đều muốn che chở phương hàn vì hắn mà chống lại quái vật khổng lồ như thái nhất môn sao như Ý Tử nhìn lướt qua các trưởng lão đang ngồi ở đây nói, nếu làm như vậy rồi Hoa Thiên Đô sinh ra ý đồ làm phản thì sao? Ta lại có một chủ ý khác, mọi người xem xét thử xem. Chủ ý gì? Ngươi nói đi. Phong Bạch Vũ nhìn Như Ý Tử nói, gia giá, hướng Thái Nhất môn gia giá. Thái Nhất môn lần này bị tổn thất nặng nề nhưng lại không thể ra mặt đòi lại, nhưng chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta thấy tại sao chúng ta không ra điều kiện với Thái Nhất môn? nếu như thái nhất môn cho chúng ta đủ chỗ tốt có thể bù đắp được tổn thất của việc khu trừ phương hàn thì sao lại không làm hơn nữa còn có thể cho hoa thiên đô biết được vũ hóa môn chúng ta tuyệt đối không thiên vị bất cứ đệ tử nào ta thấy việc này cứ để hoa thiên đô trao đổi với thái nhất môn như ý tử âm lãnh nói ý của ngươi là chúng ta vì lợi ích mà bán đứng đệ tử của môn phái giọng nói của thiên hình trưởng lão rất không tự nhiên ta lấy đại cục làm trọng chẳng lẽ mọi người đều muốn hoa thiên đô làm phản trở thành linh lung tiên tôn thứ hai sao ta nói cho các người biết Hoa Thiên Đô tùy thời đều có thể tiến vào trường sinh bí cảnh. Một khi hắn bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời, dựa vào kho tàng mà bàn vũ tiên tôn lưu lại, thêm động phủ nữa, còn có thái nhất môn hỗ trợ thì có thể khai tông lập phái, trở thành một trong 11 môn phái tiên đạo. Như ý sư đệ, ngươi đừng quên là khu trừ phương Hàn thì phương Thanh Tuyết cũng sẽ rời bỏ môn phái. Phong Bạch Vũ nhàn nhạt nói, tổn thất như thế này chúng ta không cách nào bù đắp nổi. Nàng chính là điện mẫu chuyển thế, có liên quan đến một đại sự thời thượng cổ có tác dụng mấu chốt có thể giúp các vị thái thượng trưởng lão của chúng ta đột phá cánh cửa tiên giới, chống đỡ thần lôi của tiên giới, phá mở được cánh cửa đó. Nếu mất đi nàng và Phương Hàn thì cho dù Hoa Thiên Đô cũng không thể bù đắp được. Hú hồ với tốc độ tu luyện của nàng, sợ là còn bước vào trường sinh vi cảnh trước cả Hoa Thiên Đô. Nói thế nào thì nàng chính là thượng cổ thần linh chuyển thế. Cái này, như ý tử thật không tính đến Phương Thanh Tuyết. Như vậy, nếu như Thái Nhất Môn bởi vì chuyện này mà không chịu để cho Hoa Thiên Đô mượn tiên khí tu luyện thì ta có thể thương lượng với vài vị Thái Thượng trưởng lão, cho Hoa Thiên Đô một ít chỗ tốt. Về phần phương hàn, chúng ta phải vì danh dự của Vũ Hóa Môn mà kiệt lực bảo vệ. Khu trừ hắn ngay cả một chút đạo lý cũng không có. Phong Bạch Vũ nhẹ nhàng kết lại vấn đề. Phương Hàn cũng không hề biết về chuyện cao tầng của Vũ Hóa Môn vì hắn mà đã tổ chức rất nhiều lần hội nghị. Hơn nữa trong số các vị đại trưởng lão, có một cao thủ trường sinh bí cảnh là như ý tử bởi vì mối quan hệ với hoa thiên Đâu mà nhìn hắn không vừa mắt đương nhiên nếu như hắn biết rõ thì nhất định sẽ suy nghĩ tìm cách xếp đặt hãm hại như ý tử trước kia khi vừa nghe nói đến đầu sỏ muôn đời trường sinh bí cảnh thì có lẽ phương hàn sẽ rất cố kỵ không có suy nghĩ đụng chạm đến bọn họ nhưng hiện giờ trải qua một loạt sự kiện lá gan của hắn càng ngày càng lớn đương nhiên hắn cân đảm nhưng vẫn cẩn trọng lá gan càng lớn thì tâm tư càng tinh tế tuy không thể tính toán sắp xếp chủ toàn hết tất cả nhưng cũng có thể tránh bản thân không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đồng thời đạt được lợi ích lớn nhất không từ thủ đoạn hãm hại hết tất cả địch nhân của mình đoàn kết lôi kéo bằng hữu đây là nguyên tắc sống của hắn những ngày này khi mà vũ hóa thiên cung đang tiến hành hội nghị căng thẳng thì hắn lại tiếp tục tìm hiểu phong thần đại pháp và ngũ đế đại ma có liên quan đến lục phủ ngũ tạng đồng thời thu thập lực lượng của tinh tú củng cố bổn mạng phù lục hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là tiếp tục tu luyện tìm hiểu bổn mạng phù lục, còn biến hóa bản thân, làm cho nguyên khí, máu huyết của thân thể kết hợp với bổn mạng phù lục, làm cho nó ngày càng vững chấp, lớn mạnh, cuối cùng thuế biến, hóa thành kim đan. Tinh Vân Bảo Bảo sau khi tìm hiểu thần thông chúng tinh vô cực xong, mặc dù không có tu luyện nhưng cũng có rất nhiều điều bổ ích, hỗ trợ việc tu luyện vị lai tinh túc đại, củng cố âm dương cảnh, không ngừng tiến bộ, tự hồ có dấu hiệu hiểu được thiên nhân cảnh, ngưng tụ thành pháp trận, trở thành chân nhân. Bước vào tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh, trở thành chân nhân thì có thể luyện hóa được kim đan. Như vậy, khi trở về môn phái cũng có thể ngừng cao đầu mà đi. Cho nên mặc dù tinh vân bảo bảo rất là lười nhác, mỗi ngày đều muốn ngủ nướng cũng không ngừng cố gắng tu luyện. Về phần hồng di quận chúa, sau khi bước vào thần thông bí cảnh cũng cố gắng tu luyện. Phương Hàn lấy ra của hắc thủy vương xà luyện chế cho nàng một kiện pháp y. Hạc tiên tử thì cố gắng tích góp từng tí pháp lực, chờ đợi đến khi dẫn động thiên lôi, vượt qua lôi kiếp, chuyển đổi toàn thân huyết mạch, hóa thân thành người. Hôm nay, Phương Hàn đang tu luyện thì đột nhiên cảm giác hộ sơn đại trận truyền đến một trận rung động, vội vung tay lên, hai tòa đại trận thủ hộ luân hồi phong mở ra, một đạo sấm sét chật lóe, trong đan phòng xuất hiện thêm một nữ tử, chính là Phương Thanh Tuyết. Thì ra là sư tỷ đến chơi, mời ngồi, mời ngồi. Phương Hàn vội vàng đứng thẳng lên chào đón. Tới lúc này, hắn đã không còn sợ Phương Thanh Tuyết nữa rồi, dù sao thì hắn cũng xuất thân từ Phương Gia, hai người có sự gắn kết chặt chẽ về mặt lợi ích, lại cùng đối phó với Hoa Thiên Đồ lúc này hắn đắc tội với thái nhất môn cũng cần phải lôi kéo phương thanh tuyết làm minh hữu với mình lần này ta tới đây là muốn xin của ngươi một ly vong tình thủy phương thanh tuyết nhìn phương hàn ước chừng tu vi của hắn nói nhân tiện chúc mừng ngươi luyện tới tầng thứ sáu thần thông bí cảnh quy nhất cảnh vạn pháp quy nhất lực lượng tăng lên rất nhiều sư tỷ quá khen ta cũng không ngờ được là sư tỷ đã nhanh như vậy luyện thành kim đan về tốc độ tu luyện trong bổn môn sư tỷ là đệ nhất phương hàn vung tay lên một đoàn vong tình thủy màu vàng từ trong hoàng tuyền đầu bay ra, rơi vào trong túi pháp bảo của Phương Thanh Tuyết. Sư tỷ định dùng vong tình thủy này để tẩy luyện kim đan sao? Không sai. Kim đan của ta cô động quá nhanh, có rất nhiều tạp chất. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của vong tình thủy thì có thể tẩy rửa các tạp chất, tránh khỏi phải dùng lôi hỏa để rèn luyện kim đan. Còn hơn 10 ngày nữa là ngươi sẽ đối đầu với Mạnh Thiểu Bạch, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, không thể coi thường Mạnh Thiểu Bạch, hắn che giấu cực kỳ sâu. Ta cũng không có cách nào chiến thắng hắn, có điều với trình độ pháp lực hiện tại của ngươi, lại thêm nhiều pháp bảo lợi hại, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng muốn đánh bại hắn thì vẫn còn một chút khó khăn. Ta lấy của ngươi một ly vong tình thủy, cũng nên tặng lại cho ngươi chút gì. Viên lôi cốt xá lợi đan này coi như là dùng để trao đổi. Viên xá lợi này là do thượng cổ lôi đế ngưng luyện thành, là một viên đan dược thiên cấp, không kém gì cửu khiếu kim đan, âm dương vạn thọ đan. Sau khi dùng xong chẳng những có thể gia tăng thọ mệnh mà còn có thể chuyển hóa toàn bộ xương cốt bản thân thành lôi điện thần cốt, có thể câu thông với sầm xét trong trời đất dùng cái này để đổi lấy vong tình thủy ngươi cũng không bị thiệt thòi gì còn có thể nói là buôn bán có lời phương thanh tuyết ta chưa bao giờ chiếm thiện nghi của người khác phương thanh tuyết thu vong tình thủy lại sắc mặt bất động lấy từ trong túi pháp bảo của mình ra một viên đan dược ném về phía phương hàn viên đan dược này có một màu đen nhánh trông giống như mây đen trên trời ngưng tụ lại mà thành bên trong viên đan dược có rất nhiều tia chớp hình rồng không ngừng chớp động chỉ cần cầm ở trên tay liền có cảm giác như có một tia chớp đánh trúng người, cả người tê tê. Lôi cốt xá lợi. Đồ tốt, đồ tốt. Đây là đan dược dùng để tẩy tủy, do lôi đế luyện chế thành, không kém gì cửu khiếu khi đan. Sau khi dùng xong thì cốt cách của ngươi sẽ biến thành lôi cốt. Đó là tiên cốt trong truyền thuyết. Lôi pháp đứng đầu vạn pháp, mà ngay cả thần thông ngũ đế đại ma khi luyện tới đại viên mãn cũng sinh ra ngũ hành thần lôi. Phương Thanh Tuyết dùng thứ này để đổi lấy vong tình thủy của Phương Hàn rõ ràng là không muốn thiếu nợ ân tình của ngươi. Diêm hô lên, khó trách nàng có thể tu luyện nhanh như vậy. Thì ra có đan dược xúc phạt mau, tẩy tủy này. Đáng tiếc là hiện tại nàng thiếu linh khí, nếu như có thể hấp thụ linh khí tiên giới giống như ngươi thì sợ là tốc độ tu luyện còn vượt qua cả mạnh thiểu bạch nữa. Dựa theo vật giá thời thượng cổ thì vong tình thủy không thể nào so sánh với vật này. Có điều hiện tại giá cả của vong tình thủy cũng đã thay đổi rồi. Phương Hàn nghe lời nói của Diêm cũng không nói gì, Thu Lô Cốt xá lợi lại nói. Sư tỷ đã không muốn thiếu nợ nhân tình của ta vậy thì cứ cho đổi đi, ở đây ta có được lượng lớn nguyên anh đan nếu như sư tỷ khuyết thiếu đan dược pháp bảo thì có thể trao đổi với ta giá cả có thể thương lượng được lần sơn hà bảng đại tái này phần thưởng cũng không phải nhỏ ngoại trừ âm dương vạn thọ đan ra còn có một kiện pháp bảo là thượng phẩm bảo khí tên là tam long tiên ngươi hẳn là cũng hy vọng hồng di có thể đạt được như vậy ta sẽ thi triển lôi điện luyện hình đại pháp giúp tăng cường pháp lực của nàng giúp nàng có thể vững vàng đoạt được danh hiệu đệ nhất đồng thời cũng giúp học tiên tử luyện thể để nó có thể hoàn toàn chuyển hóa thành công. Còn có thể luyện thể cho tinh vân bảo bảo, giúp tăng cường thể chất của hắn một phen. Ngươi cho ta 100 vạn nguyên anh đan, còn làm một trận thanh đế mộc hoàng vũ ở trên tử điện phong của ta, làm cho tất cả linh thảo trong dược điền của ta thành tinh. Thế nào? Phương Thanh Tuyết quả nhiên động tâm, liền đưa ra giao dịch cũng rất hợp tình hợp lý, hai bên đều có lợi. Phương Hàn nghĩ nghĩ một chút rồi nói, không biết sư tỷ có còn viên lôi cốt xá lợi nào không? Ta nguyện ý dùng 100 vạn viên nguyên anh đan để đổi. Phương Hàn thật sự rất thèm thuồng lô cốt xá lợi. Tuy linh đan này chỉ có thể dùng một lần, dùng tới lần thứ hai thì hiệu quả cũng giảm mạnh nhưng có thể để cho Tinh Vân Bảo Bảo dùng, như vậy hắn có thể rất nhanh đột phá tới thiên nhân cảnh. 100 vạn viên nguyên anh đan có thể mua được tuyệt phẩm đạo khí như đại phạm quang minh thuyền. Một viên lôi cốt xá lợi đổi lấy trường ấy đan dược cũng đáng. Ngươi có nhiều đan dược như vậy sao? Nghe đồn là 3 tháng sau ngươi phải giao cho trưởng lão của ba đại kiếm phái mỗi người 100 vạn viên linh đan, Ta thấy ngươi cho dù luyện đan triền biên một tháng xuất ra 100 vạn viên đan dược đã là nhiều lắm rồi. Ta muốn có cũng phải chờ tới tháng thứ tư mới lấy được. Phương Thanh Tuyết nói, lôi cốt xá lợi ta cũng không có nhiều. Sau này còn có rất nhiều công dụng hữu ích khác. Lần này nếu như không phải để hoán đổi vong tình thủy của ngươi thì ta cũng không xuất ra. Việc này coi như xong. Sư tỷ đã không muốn bán thì ta cũng không miễn cưỡng. Bốn tháng sau sư tỷ có thể đến chỗ ta lấy trăm vạn viên đan dược. Hiện tại tỷ cứ trợ giúp hạc tiên tử, hồng di quận chúa, Tinh Vân bảo bảo luyện thể đi. Phương Hàn biết rõ tính tình Phương Thanh Tuyết, cũng không nói nhiều nữa. Đến lúc này, hắn không khỏi hận không tìm được mấy mảnh vụn của cây thế giới, như vậy có thể thu thập được nhiều nguyên khí của tiên giới hơn, tu luyện nhanh hơn, cũng không đến mức như trứng trọi đá. Vốn hắn đã trở thành đại tài chủ, đại tài phiệt trong giới tu đạo, không ngờ là bây giờ còn phải dự chi. Số lượng tiêu hao thật là quá lớn. Ta sẽ đưa bọn họ về tử điện phong. Bốn tháng sau ta sẽ tới lấy đan dược trên đỉnh đầu phương thanh tuyết xuất hiện một đạo điện phù lấp lánh nó khẽ rung động hút tinh vân bảo bảo hồng di quận chúa hạc tiên tử vào trong sau đó một đạo sấm sét lóe lên phương thanh tuyết biến đi mất tâm lôi pháp là phương pháp luyện thể hiệu quả nhất bằng không thì yêu quái thảo mộc tinh linh cũng không mượn uy lực của thiên lôi để luyện ra thân ngoại hóa thân của mình bất diện điện phù thật là lợi hại ngay cả nhật nguyệt ngũ tinh trạc cũng không có khả năng chống lại diêm cảm thán nói đạo điện phù vừa mới xuất hiện trên đầu phương thanh tuyết chính là kiện thượng phẩm đạo khí gần như không khác gì tuyệt phẩm. Mặc dù không được cường đại như Thiên Hoàng Kính nhưng tuyệt đối không phải vật mà các cao thủ trường sinh bí cảnh có thể bỏ qua. Khi bị Phương Thanh Tuyết hút lấy tinh vân bảo bảo, khí linh tinh thiền của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc liền muốn chống lại nhưng cũng không thể làm được gì. Lôi cốt xá lợi này mới nhìn thoáng qua thì nó có thể đem toàn bộ cốt cách của bản thân hóa thành lôi cốt, cường đại hơn rất nhiều. Phải biết rằng, hiện tại thân thể của ta đã mạnh hơn người tu đạo bình thường rất nhiều. Thần thông ngu đế đại ma luyện thành thì Diêm La Kim Thân lại lột xác một lần nữa. Phương Hàn cầm viên lôi cốt xá lợi của Phương Thanh Tuyết, nhìn nhìn cảm giác được lực lượng lôi đình ẩn chứa bên trong thì không khỏi thầm vui mừng. Bởi vì hắn cũng chưa quen thuộc với lôi pháp, thu được viên đạn dược này sẽ có được rất nhiều lợi ích. Hắn mạnh mẽ phun ra một luồng nguyên khí bao trùm lấy lôi cốt xá lợi rồi nuốt xuống bụng. Lập tức từ trên người Phương Hàn có vô số điện hỏa lập lòe, cả người hắn hóa thành một đạo lôi điện, mỗi một lỗ chân lông đều không ngừng phun ra các tia lôi điện, tạo thành những đóa hoa lửa. Xà nhà tiếp xúc với những hoa lửa này thì thoáng cái đã cháy đen, còn có dấu hiệu nứt vỡ hòa tan. Hoa lửa điện này có uy lực thật lớn, dược lực thật cường đại. Phương Hàn cũng không ngờ là viên đan dược này lại có dược tính mãnh liệt hơn hàn cửu hiếu kim đan. Cũng may là mình, nếu như là người khác thì có lẽ trong nháy mắt đã bị lôi điện hóa thành cho bụi rồi. Đan dược thật là bá đạo. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.